Hôm nay thầy giáo xin nói những thông tin cần biết mới nhất về tuyển dụng công chức viên chức bằng hình thức thi tuyển Như vậy là học viên có nhu cầu dự tuyển công chức viên chức mà phải ôn tập với các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trách nghiệm à, Thì gọi điện cho thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0912 595654 hoặc 0943078123. Để được đăng để được hướng dẫn đăng nhập phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên để học câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết đồng thời tiến hành thi thử các môn kiến thức chung môn tiếng anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm trên cái phần mềm online hình thức trắc nghiệm chấm viên phần mềm này thường xuyên được cập nhật à, những câu hỏi trắc nghiệm cho các luật thông tư nghị định mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu à, ôn tập của học viên à, như vậy là à, bằng cái À, dự tuyển công chức viên chức bằng hình thức thi tuyển à, à, Trên đây có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Mang cái chất phân loại học viên Vì kỳ thi mà phải phân loại được học viên Hay gọi là phân tầng đấy à, Để có thể tuyển được à, những người Mà có năng lực tốt hơn Và kỳ thi tuyển à, công chức viên chức bằng hình thức thi tuyển Là cạnh tranh nhau bằng kiến thức à, Rất lành mạnh Đấy, để à, các em biết thông tin Để à, muốn đi tìm việc làm À, bằng thông qua hình thức tuyển dụng công chức viên chức với cái hình thức thi tuyển Thì chúng ta cần nắm các thông tin sau đây để chúng ta biết và chúng ta chủ động ôn tập trước à, Để kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta sẽ làm tốt à, qua được cả vòng 1, vòng 2 để chúng ta trúng tuyển à, Như vậy đối với thi tuyển công chức thì à, à, tuyển công chức cấp huyện trở lên thì gồm có công chức hành chính công chức đảng, công chức mặt trận tổ quốc, công chức các tổ chức chính trị xã hội, à, rồi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn. Thì à, về mặt tuyển dụng à, công chức và nâng ngạch công chức, thầy cung cấp thông tin cho các em mới nhất là thực hiện theo Nghị định 138 của Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2020. Các em xem chi tiết à, toàn bộ cái Nghị định này. Còn đối với viên chức thì à, thi tuyển à, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập à, viên chức giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo viên các trường à, dạy nghề, các trường à, thuộc à, giáo dục đại học, vân vân. À, đều cũng phải thực hiện theo nghị định 115. à viên chức y tế hay là viên chức khác thì chúng ta xem chi tiết toàn toàn bộ trên nghị định 115 của chính phủ ban hành ngày 25 à tháng 9 năm 2020 đây là nghị định mới nhất về vấn đề tuyển dụng viên chức để các em xem chi tiết. Thế thì như vậy là đó là làm thế nào để chúng ta tuyển dự tuyển được công chức viên chức? Thì chúng ta phải biết được cái điều kiện để đăng ký dự tuyển. Thì đây là điều kiện để chúng ta đăng ký dự tuyển này. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. Được đăng ký dự tuyển công chức viên chức à, Đầu tiên là phải có quốc tịch Là quốc tịch Việt Nam Điều kiện về tuổi đủ 18 tuổi trở lên à, Chú ý đây là đầu dưới thôi Chứ không, không chế đầu trên Từ à, từ đủ 18 tuổi trở lên rồi Có lý lịch dự tuyển Có à, à, có đơn dự tuyển Có lý lịch rõ ràng Có văn bằng chính trị phù hợp Với vị trí à, cần tuyển Rồi có phẩm chất chính trị đạo đức tốt rồi có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra là các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Đấy Như vậy điều à, chúng ta thấy chúng ta đủ cái điều kiện để đăng ký dự tuyển. Còn những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức viên chức: thứ nhất là không cư trú tại Việt Nam. À, tiếp theo là mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hay là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa an tích để chúng ta chú ý cái từ chưa được xóa an tích đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh cơ sở giáo dục đấy đây là những trường hợp mà không được đăng ký dự tuyển công chức viên chức để sau khi chúng ta thấy chúng ta đủ điều kiện rồi à, chúng ta bắt đầu tiến hành là xem thông tin trên mạng với công nghệ 4.0 để chúng ta biết được đơn vị nào đang tuyển dụng công chức viên chức để chúng ta nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Thế thì theo quy định thì cái việc thông báo tuyển dụng công chức viên chức đó, tuyển công chức viên chức phải thực hiện công khai phải được ít nhất một lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng như là báo in báo điện tử báo nối báo hình như vậy là việc thông báo tuyển công chức viên chức phải thực hiện công khai có ít nhất một lần à, đăng ở trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng đó là à, đăng trên báo in đăng trên báo điện tử đăng báo nối hay báo hình hay là phải đăng tải trên thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử hay là niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Đã, chúng ta để ý là nội dung đăng thì người ta thì đơn vị tuyển ấy, là phải đăng về số lượng tuyển công chức viên chức này, rồi số lượng vị trí việc làm à, thực hiện theo hình xét tuyển hay là thi tuyển này vân vân. Đấy vị trí việc làm. À, phải 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 trên đó phải có các cái à, cần tuyển về số lượng này để chúng ta biết được này tiêu chuẩn điều kiện này thời gian địa điểm tiếp nhận này phiếu đăng ký dự tuyển này hình thức nội dung thời gian địa điểm này vân vân đấy thì các em thấy rằng là phải công khai thế thì chúng ta vào mạng với công nghệ 4.0 chúng ta có thể dùng máy tính để chúng ta vào mạng hoặc là chúng ta dùng điện thoại để chúng ta tìm hiểu thông tin tuyển dụng công chức viên chức Ờ, trên à, trên mạng đã, sau khi chúng ta biết được rồi đơn vị nào cần tuyến thì chúng ta lựa chọn à, phù hợp với chúng ta thì chúng ta chuyển sang thực hiện bước 2 bước 1 các em phải xem được các thông báo tuyển dụng đã nắm chắc được cái thông tin này Thế sau đó chúng ta chuyển sang bước 2 là chúng ta ghi phiếu đăng ký dự tuyển công chức viên chức đã, để chúng ta nộp thì cái phiếu này lấy ở đâu à, nhiều em cùng hỏi thầy là làm thế nào có được cái phiếu đăng ký dự tuyển Thì những đơn vị à, tổ chức tuyển dụng Thì người ta cũng đưa cái phiếu này lên trên cái trang à, thông tin của họ Hoặc là các em chỉ cần đối với công chức à, Chúng ta vào mạng, chúng ta tải cái nghị định 138 của chính phủ này này Ngày 27 tháng 11 năm 2020 Ở phần phụ lục có cái mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức Các à, em chú ý à, cái phần phụ lục của nghị định này có này à, Đối với viên chức thì chúng ta tải cái nghị định 115 thì cuối cái nghị định này có phần phụ lục có cái phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Đấy, để các em chú ý thế hoặc là chúng ta vào Google chúng ta search chúng ta tải cái file phiếu đăng ký dự tuyển công chức đối với những người dự tuyển công chức rồi chúng ta tải cái phiếu đăng ký viên dự tuyển viên chức đối với những người tuyển viên chức đấy lấy trên mạng hết mà cũng chẳng cần phải đi đâu cũng không phải mua các em tải ra rồi các em in để sau đó cái game vít tay cũng được và cái đánh máy cũng được để không bắt buộc phải đánh máy chúng ta ghi các cái thông tin và chúng ta cam kết các cái thông tin ở trên là đúng vào cái phiếu đăng ký dự tuyển Đấy, như vậy là bước hai rất là thuận lợi chúng ta nộp cái phiếu đăng ký dự tuyển giống như ngày xưa à, nộp cái phiếu đăng ký dự thi đại học ấy hay là nộp cái phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp ấy rất là rất là thủ tục rất gọn nhẹ Đấy, chúng ta chỉ việc ghi thông tin vào cái phiếu thôi ghi xong rồi chúng ta làm gì chúng ta nộp thì nộp thì căn cứ vào đơn vị tuyển dụng người ta yêu cầu nộp trực tiếp tại cơ quan à, tuyển dụng thì chúng ta đến chúng ta nộp hoặc là người ta yêu cầu chúng ta gửi qua con đường bưu điện bưu chính thì chúng ta gửi phát nhanh qua con đường bưu chính hoặc là người ta lại bảo là gửi qua trang thông tin điện tử thì chúng ta chuyển gửi qua trang thông tin điện tử thì chúng ta để ý có rất nhiều cái hình thức để chúng ta nộp Đấy, với công nghệ 4.0 nhiều cơ quan tuyển dụng cho phép chúng ta Nộp qua email này, chúng ta nộp qua trang thông tin điện tử này Nộp qua cái cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng Rồi gửi qua con đường bưu điện, đường bưu chính Nộp trực tiếp, Đấy, có nhiều hình thức để chúng ta nộp Cái phiếu đăng ký dự tuyển này Thế thì bao giờ thì hết hạn à, Quan trọng các em phải quan tâm đến Thời gian à, hết hạn của cái phiếu đăng ký dự tuyển Như vậy thời gian tiếp nhận là trong 30 ngày Kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai À, từ cái ngày công khai mà chúng ta à, cơ quan tuyển dụng đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thì à, kể từ ngày đưa lên là 30 ngày đấy, thời gian rất rất dài coi như gần một tháng đấy một tháng đấy, để chúng ta à, nghiên cứu cái vị trí tuyển phù hợp để chúng ta đăng ký đấy là xong bước 2 chúng ta nộp được phiếu đăng ký rồi thì chúng ta có thể ôn tập thì có hai cách một là chúng ta cứ ôn tập trước đi chúng ta biết rồi thì chúng ta ôn tập dần đi vì nhiều kiến thức mà cạnh tranh nhau lành mạnh rất nhiều kiến thức cho nên chúng ta có thể ôn trước chứ không chờ đến cái lúc chúng ta nộp phiếu đăng ký dự tuyển chúng ta phải ôn hoặc là chờ cũng được nhưng mà nên ôn trước thì chúng ta có nhiều thời gian hơn Đấy, chú ý như vậy sau khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển là chắc chắn phải ôn tập rồi Thế còn trước chưa nộp phiếu đăng ký dự tuyển còn lăn tăn ta ôn chưa hay chưa ôn thì nếu quyết tâm thì chúng ta nên ôn trước Đấy thì theo thầy như vậy sau khi chúng ta ôn xong đến À, chúng ta đã biết được là thi tuyển công chức viên chức sẽ thực hiện hai vòng thì cái vòng 1 thì thi trắc nghiệm trên máy tính thì thi hai môn môn kiến thức chung 60 câu 60 phút theo hình thức trắc nghiệm môn ngoại ngữ chẳng hạn môn tiếng Anh tiếng anh 30 câu 30 phút theo hình thức trắc nghiệm à, còn trắc nghiệm trên giấy đơn vị tuyển dụng mà thi trắc nghiệm trên giấy chúng ta phải thi 3 môn đó là môn kiến thức chung à, theo hình thức trắc nghiệm 60 câu 60 phút môn ngoại ngữ chẳng hạn môn tiếng Anh 30 câu 30 phút Đó. À, và môn tin học 30 câu 30 phút à, thì như vậy chúng ta phải thi 3 môn nếu trắc nghiệm trên giấy còn trắc nghiệm mà trên máy tính thực hành trên máy tính thì chỉ có hai môn thôi kết quả như thế nào là đậu vòng 1 đậu vòng 1 là tất cả các môn thi phải làm được ít nhất 50 số câu trả lời đúng trở lên à, em chú ý số câu nhé chứ không phải tính số điểm đâu Thí dụ môn kiến thức chung 60 câu 60 phút chúng ta phải làm được ít nhất 30 câu trở lên thì mới qua được môn kiến thức chung. Môn ngoại ngữ chẳng hạn tiếng Anh chúng ta phải làm được ít nhất 15 câu trở lên mới qua được môn tiếng Anh. Môn tin học nếu phải thi thì chúng ta cũng phải làm được 15 câu trở lên mới qua được môn tin học. Như vậy như thế nào là trượt ở vòng 1? Nếu các em có ít nhất một môn mà làm được dưới 5% số câu trả lời đúng coi như mình rớt rớt rồi thì không có cơ hội thi vòng 2 Đấy, các em chú ý như vậy thì, ví dụ như thi trắc nghiệm trên giấy mà rớt môn tin học thì rất là tiếc Đấy, còn thi trắc nghiệm trên máy tính mà 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 rớt một môn thì coi như là cũng không được thi vòng 2 các em chú ý là như vậy thế thì đối với tuyển công chức thì thi, thi vòng 2 thì em nói công chức trước, chứ, chứ nha. vòng 2 thì thi cái gì thi nghiệp vụ à, môn nghiệp vụ chuyên ngành thì môn nghiệp vụ chuyên ngành có 3 hình thức thi. Thì đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức có thể chọn chỉ một hình thức phỏng vấn 30 phút hoặc là chỉ chọn thi viết 180 phút. Hình thức thứ ba là cả thi viết và thi phỏng vấn. Thế thì cái thang điểm thi viết 100 điểm, thang điểm thi phỏng vấn là 100 điểm, nếu chỉ chọn một hình thức phỏng vấn hoặc là thi viết thì thang điểm 100. À thế là chỉ chọn có 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 một phần thôi. Phần thi phỏng vấn à, mà không thi viết thì thang điểm 100. Thi viết mà không thi phỏng vấn thì cũng thang điểm 100. Đấy. Thế lại là, là nghĩa là nếu mà chỉ chọn một hình thức thi phỏng vấn hoặc chỉ chọn thi viết thang điểm 100 mà nếu à, có à, đạt được 50 điểm trở lên thì không gọi là điểm liệt mà dưới 50 điểm gọi là điểm liệt. Còn trong trường hợp đơn vị tuyển dụng mà kết hợp cả thi phỏng vấn và thi viết, hình, hình thức thứ ba đấy, thì tỷ lệ phỏng vấn bao, bao nhiêu điểm, viết bao nhiêu điểm thì do chủ tịch hội đồng thi quyết định nhưng phải đảm bảo tổng là 100. Đấy, thì cái, cái dòng này các em thấy là thí dụ như phỏng vấn là 30 điểm chẳng hạn, viết là 70 thì tổng vẫn là 100 thì các em chú ý cái, cái câu này có nghĩa là như vậy hay là chủ tịch uh, hội đồng quyết định chia đôi à, thôi phỏng vấn 50 uh, viết 50 thì tổng số vẫn là 100 Đó, thì chúng ta để ý mà uh, khi có tổng là 100 mà uh, đạt từ 50 điểm trở lên thì mới gọi là không là điểm liền còn dưới 50 điểm là điểm liền Đó, cái dòng này theo cái quy định nghị định 138 các em phải hiểu theo cái nghĩa như vậy Đó, tức là tức là À, hình thức thi thứ ba là vừa phỏng vấn vừa viết thì cái tỷ lệ mỗi phần à, là bao nhiêu điểm lại do ai chịu trách nhiệm quyết định do chủ tịch hội đồng thi quyết định để các em chú ý như vậy. Nhường cái nghị định này nhường cho cái quyền là anh chủ tịch quyết định tỷ lệ phần trăm mỗi phần bao nhiêu. Nếu anh chọn hình thức à, kết hợp giữa thi phỏng vấn và thi viết. Nhưng mà điểm liệt thì luôn luôn quy về dưới 50 điểm thì gọi là điểm liệt. Để em chú ý tại vòng 2 Thế thì kết quả trúng tuyển công chức Sẽ được tính như thế nào Thì điểm thi vòng 2 Cộng với điểm ưu tiên nếu có Đấy, như các đối tượng ưu tiên Thì được nêu trong các nghị định rất rõ rồi Thì chú ý là Điểm ưu tiên không được cộng vào vòng 2 nhé À vòng 1 nhé Điểm ưu tiên chỉ được cộng vào vòng 2 Tại cái thi vòng 1 Không được cộng điểm ưu tiên Tại điểm thi vòng 2 à, Điểm thi vòng 2 này là tính riêng với trường hợp bị liệt là dưới 50 điểm là bị liệt chứ điểm liệt điểm vòng 2 là không phải cộng ưu tiên rồi với tính liệt nhá các em chú ý có nhiều em lầm này bảo là cộng cả đi điểm ưu tiên với tính liệt đâu không phải điểm thi vòng 2 là liệt nếu dưới 50 điểm để con cộng điểm ưu tiên vào để xếp kết quả từ cao xuống thấp cho đến khi lấy hết chỉ tiêu để các em chú ý như vậy điểm thi vòng 2 cộng điểm ưu tiên nếu có à, từ giờ sau xếp à, theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi lấy hết chỉ tiêu tuyến. Thế còn những trường hợp mà bằng điểm nhau mà hết chỉ tiêu giải quyết như thế nào thì trong nghị định một à, trong các cái nghị định nêu rất rõ là các em xem chi tiết Đã, như rơi về những cái trường hợp đặc biệt đấy. Không may hết à, còn một chỉ tiêu mà hai người lại bằng nhau thì bây giờ là là ai sẽ trúng thì các em xem chi tiết trong nghị định. Đấy, thì đối với trường hợp như vậy Đấy, thì giáo nó nói những cái chung nhất cần biết nhất Đấy, chúng ta cần nắm còn đối với viên chức thì tại vòng 2 thì thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thì có 3 hình thức à, nói rất rõ luôn, không có hình thức kết hợp Tuyển công chức thì có hình thức kết hợp Còn thi viên chức 3 hình thức rõ ràng Hình thức thứ nhất là là phỏng vấn 30 phút Hình thức thứ hai thi viết 180 phút Hình thức thứ ba thi thực hành. Thời gian thi thực hành là bao nhiêu? Thì thực hành thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Đấy, do cái bài thực hành cần bao nhiêu thời gian để đánh giá thì do người đứng đầu cơ quan tuyển dụng đơn vị à, tuyển dụng quyết định. Chứ còn không ghi rõ trong nghị định. Còn ghi rõ trong nghị định 115 phỏng vấn là 30 phút không kể thời gian chuẩn bị thi viết 180 phút không kể thời gian chép đề rất rõ ràng còn thời gian thi thực hành thì do người đứng đầu cơ quan tuyển dụng à, cơ quan à, người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định Đấy, các em chú ý như vậy về mặt điểm thì cũng quy định à, đều quy sang thang điểm 100 thi phỏng vấn thì cũng 100 điểm thi thực hành cũng 100 thi viết 100 được chọn một trong ba hình thức này và bài thi vòng 2 bị điểm liệt cũng quy định là dưới 50 điểm trên 100 điểm à, thì coi như là bị điểm liệt à, chúng ta để ý là à, đối với tuyển viên chức tại vòng 2 mà dưới 50 điểm coi như cũng điểm liệt Đấy. À, người trúng tuyển viên chức thì chúng ta chú ý điểm ưu tiên cũng không được cộng vào vòng 1 mà điểm ưu tiên là cộng vào vòng 2 cũng giống công chức và điểm ưu tiên này là tính riêng cho với điểm liệt không không phải là điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên với ra điểm liệt đâu nhá à, điểm thi vòng 2 hoàn toàn tính mình cái cái bài thi phỏng vấn hoặc thực hành thi viết không tính điểm ưu tiên mà anh đạt dưới 50 điểm thì coi như điểm liệt à, em chú ý như vậy thế thì kết quả trúng tuyển viết trước là điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên nếu có cùng xếp từ cao xuống thấp cho đến khi lấy à, để cho đến khi lấy hết À, lấy đến hết chỉ tiêu chúng ta để ý lấy đến hết chỉ tiêu à, thế còn hai đến còn một chỉ tiêu mà nhiều người lại băng điểm thì lấy như thế nào để các em xem chi tiết trong à, nghị định 115 à, thế còn cây nhất chung để học đều đây về mốc thời gian thì chúng ta để ý để chúng ta yên tâm này theo nghị định quy định chậm nhất là 5 ngày làm việc nói nói là 5 ngày làm việc là không kể ngày nghỉ nhá Chậm nhất trong ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chấm thi vòng 1, hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2. Đồng thời phải đăng tải à, đăng tải trên trang thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng. Đấy, chúng ta để ý thế sau khi công báo kết quả vòng 1 thì đây có chậm nhất trong ngày. Đấy, để cho yên tâm về mốc thời gian. Hay là chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2? Đấy, chúng ta để ý có mốc thời gian như này. Đấy, cho nên là chậm nhất 15 ngày. Thì có thể là 10 ngày là tổ chức thi vòng 2 rồi. Nhưng ở đây chỉ viết là chậm nhất 15 ngày thôi. Đấy, cho nên cái mốc chậm nhất 15 ngày là cái mốc tối đa để hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2. Các game phải nắm được cái mốc này để chúng ta, sau khi chúng ta đậu vòng 1, thì để chúng ta ôn tập cấp tốc cho vòng 2. À, để chúng ta để ý như vậy. nếu Còn trong thời gian ôn vòng 1 thì có thể kết hợp các vòng 2, đấy là tùy các game. Nhưng mà cái mốc thời gian này, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2. Chú ý là giấy báo triệu tập nhé, à, chứ à, chậm nhất 15 ngày là nhận được giấy báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2. Ở trong cái câu này phải chú ý là chậm nhất 15 ngày tế, kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh. Đó, có chữ triệu triệu tập thí sinh này. Nhận được thông báo triệu tập thí sinh. Đó, cho em để ý cái câu này. Đó, văn bản nghị định nên nó phải soi từng từ từng trước rồi đấy. Để tham dự vòng 2 không có là vi phạm nữa. Đó, đúng không? Cái, cái đơn vị tổ chức tuyển dụng cũng căn cứ văn bản để thực hiện cho nó đúng. Bao giờ cũng lo nhất là tránh trường hợp là bị eh, vi phạm nghị định Đấy. Đấy, cho nên là chúng ta để ý là kể cả người dự tuyển và cái người tổ chức cái việc này Cũng phải bám vào nghị định để làm đúng như trong nghị định Thời buổi này không ai dám làm sai nghị định Em chú ý điều đó, cho nên hết sức yên tâm Thế xong cái bước 3 uh, rồi, sang cái bước 4 uh, Chúng ta đã trúng tuyển rồi, yên tâm nhá Thì cái mốc thời gian quy định như thế này Chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo cho người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng. Rồi chậm nhất 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả Hội đồng thi tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Đấy, em thấy rất tuyệt vời không, rất công khai đúng không? À, các em cứ xem thông tin trên mạng thôi ai là gửi thông báo công nhận kết quả trung tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển à, trong đó nêu rõ thời hạn đến cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo địa chỉ mà người này đã đăng ký à, như vậy chúng ta đã trung tuyển rồi thì chúng ta nhận được thông báo trung tuyển là hết sức yên tâm rồi à, chứ còn cái đơn vị tuyển dụng họ sẽ có trách nhiệm lấy các mốc thời gian này để họ và thực hiện cho đúng những nghị định à, như thầy đã nêu đấy. Bây giờ là lo nhất là làm sai nghị định, cho nên là à, công chức viên chức mà được giao cái nhiệm vụ này là lo nhất là các mốc thời gian để hoàn thành đúng như nghị định quy định. trên các em yên tâm. Sau khi chúng ta có giấy báo trúng tuyển rồi, thì chúng ta phải hoàn thiện hồ sơ để tuyển dụng công chức viên chức. Thì như vậy là à, à, kỳ thi tuyển à, tuyển dụng À, công chức viên chức chỉ nộp có cái phiếu đăng ký thôi chúng ta phải chịu trách nhiệm về à, thông tin kê khai ở trong đó là đầy đủ để sau khi chúng ta trúng tuyển rồi chúng ta mới làm ho hoàn thiện hồ sơ, Đấy cho nên là à, cũng cứ yên tâm đúng không cũng chưa cần vội trúng tuyển rồi chúng ta hoàn thiện thế thì hồ sơ hoàn thiện à, đến để nộp để chúng ta à, được tuyển dụng công chức viên chức gồm những hồ sơ nào à, về cũng có mốc thời gian quy định luôn Đấy, Nghị định nêu rất rõ luôn có quy định thời gian chứ không nói chung chung nữa người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển. À, chúng ta để ý là với thời gian cũng là một tháng đấy. À, cho nên là là chúng ta nhận được giấy báo trúng tuyển rồi. À, nhưng mà chúng ta hoàn thiện hồ sơ phải một tháng. Chứ không phải nhận được cái giấy thông báo trúng tuyển là đi làm ngay đâu. Mà chúng ta được phép hoàn thiện hồ sơ trong thời gian 30 ngày. Kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển. Trong đó hồ sơ trúng tuyển gồm bốn loại à, các em để ý bốn loại nhá các em nhớ rõ thứ nhất là bản sao giấy khai sinh thì cái này các em rất hiểu rồi nè à, cái hai là phiếu lý lịch tư pháp thế thì cái phiếu lý lịch tư pháp là như thế nào thầy giáo đây lấy ví dụ như là sở tư pháp nơi thường trú cấp thì vì sao lại phải yêu cầu công chức viên chức trung tuyển phải nộp cái phiếu lý lịch tư pháp thầy giáo sẽ giải thích cho các em vì sao lại bắt buộc cái hồ sơ này và phiếu lý lịch tư pháp là gì Đấy, thì các phải rõ cái này Thế còn cái ba là bạn sao văn bằng tốt nghiệp và sao chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm Thì không cần phải giải thích nữa, các em cũng rõ rồi Tất nhiên đương nhiên là phải sao công chứng rồi 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp Trong thời hạn 30, à, trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ dự tuyến Đấy, chúng ta cái này các em cũng rõ rồi Như vậy bạn sao giấy cây sinh, bạn sao văn bằng chứng chỉ thì các em rõ rồi giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ dự tuyến. Đấy, thì các em để ý cái thời hạn 30 ngày nhá. Đấy, thì như vậy là ba loại rõ rồi. Còn cái phiếu lý lịch tư pháp là gì? À, vì sao lại phải có cái, cái, hồ sơ này? Thì trong quá trình dự tuyển ấy, à, công chức viên chức thì các em đã thấy thầy giáo đã giải thích ở trên đó là điều kiện đăng ký dự tuyển đó, điều kiện đăng ký dự tuyển thì giáo đã nêu từ, từ lúc đầu á thì trong đó có cái mục những người sau đây không được dự tuyển công chức viên chức đó là không cư trú tại Việt Nam mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hay là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích là đang bị áp dụng à, biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh cơ sở giáo dục thì đây là hồ sơ phiếu lý lịch tư pháp để chứng minh anh không vi phạm cái điều này tức là à, không thuộc cái diện à, là là những cái trường hợp không được đăng ký dự tuyến thì để minh chứng cái điều này thì phải do phiếu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp cấp để chứng minh cho cái công gia, cho cái 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 người đăng ký dự tuyển là là không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và vân vân tức là không rơi vào những người à, thuộc vào không được đăng ký dự tuyển viên chức công chức em rõ chưa đấy cái phiếu lý lịch tư pháp để minh chứng cho cái điều này à, vì sao lại cần nên à, vì là, là phải có cái bằng chứng nhưng anh anh chỉ nói là tôi tôi thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự đâu À, tôi có bị à, quyết định của tòa án à, chưa chưa được soán thích đâu thế thì hồ sơ đâu minh chứng đâu thì cơ quan có thẩm quyền để cấp cho ta cái giấy này để chứng minh ta không thuộc vào cái diện à, là những người không được đăng ký dự tuyển công chức viên chức à, cái em rõ chưa này thì em giải thích cho cái em rõ nhiều em muốn thưa thầy cái 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 cái, cái phiếu lý lịch tư pháp này là gì mà lại cần khi trung tuyển công chức viên chức là yêu cầu chúng em phải nộp đấy thì hôm nay các em nghe video xong của thầy các em thấy thông chưa rất thông rồi đúng phải lấy cái phiếu à, lý lịch tư pháp để minh chứng là mình không thuộc cái diện trường hợp à, là cấm thi dự tuyển công chức viên chức đấy à, từ cái thông rồi là lấy ở đâu cái phiếu này cái phiếu à, lý lịch tư pháp này lấy ở đâu à, sau khi chúng ta thông rồi à như vậy thì giáo giảng là mình phải lấy cái phiếu lịch tư pháp là vì thế đó à, tư tưởng đã thông mà à, thì chúng ta sẽ thực hiện rất là dễ mà không thông thì rất là phân vân như vậy cái này lấy đầu à, thế thì à, vì sao lại có cái phiếu tư pháp thì giáo đã mình nói rồi đúng không vì sao để nói tư pháp vì những người không được đăng ký dự tuyển à, công chức viên chức như thầy giáo vừa nêu đấy là vì phải lấy như vậy thì lấy như vậy là để chứng minh bản thân không có an tích à, hay là có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ à, thành lập quản lý doanh nghiệp hợp tác xã cần xin cái phiếu lý lịch à, tư pháp này, đấy tức là à, là cần cái phiếu này. Để kể cả những người mà không bị cấm đảm nhiệm các chức vụ thành lập quản lý doanh nghiệp hợp tác xã cũng cần cái phiếu này chứ không phải là mình à, tuyển công chức viên chức cần đâu. tuy nhiên đa số là những người chưa hiểu về loại phiếu này cũng như chưa biết cách xin ở đâu. Thế thì các em nghe video xong các em sẽ thấy là chúng ta đã hiểu được vì sao chúng ta phải có cái phiếu lý lịch tư pháp. À, rồi sau chúng ta là thầy giáo sẽ giảng cho các em hiểu thẩm quyền cấp cái phiếu lý lịch tư pháp này để các em biết là ai được cấp cái này. Để từ đó chúng ta đến cái nơi mà được cấp để chúng ta lấy cái phiếu này. Đó là thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định như sau: một là trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, thì trung tâm này thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho các trường hợp sau đây: trường hợp thứ nhất là công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú; trường hợp thứ hai người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam. Đấy, thì đây là đến trung tâm à, trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú, thì hai trường hợp này phải đến trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để xin cấp lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp. Chúng ta để ý để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đối với sở tư pháp, thì thực hiện cấp phiếu à, lý lịch tư pháp. À, cấp phiếu lý lịch tư pháp, phải ra chú ý nhá, phiếu lý lịch tư pháp. trong trường hợp sau đây, có 3 trường hợp, trường hợp thứ nhất, công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước, Đấy, trường hợp thứ nhất, thì đương nhiên các em cái trường hợp này, các em dự tuyển công chức, viên chức thì đến sở tư pháp, à, đối với trường hợp thứ nhất. trường hợp thứ hai, công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài. trường hợp thứ ba, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì sở tư pháp nó có thẩm quyền cấp. Thì các em thường là rơi vào trường hợp thứ nhất là phổ biến. Chúng ta là công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở trong nước. Chúng ta dự tuyển công chức, viên chức. Chúng ta đến sở tư pháp, chúng ta xin cái phiếu, à, à, cấp cái phiếu à, lý lịch tư pháp. À, thì chúng ta để ý thế thôi. Là chúng ta đến đó là có hết. Và sẽ đưa cho chúng ta cái mẫu đến bộ phận một cửa của sở tư pháp là chúng ta có được cái phiếu lý lịch tư pháp này không có phiền hà gì hết với cái cái việc đổi mới cải cách thủ tục hành chính thực hiện tại phòng một cửa chúng ta cứ đến phòng một cửa thì ở đó có bộ phận xử tư pháp thường trực chúng ta đề xuất yêu cầu tôi muốn xin cái phiếu lý lịch tư pháp để nộp hoàn thiện hồ sơ cho việc tuyển dụng công chức viên chức như vậy cán bộ trực hôm đó sẽ đưa cái mẫu phiếu cho chúng ta kê khai sau đó họ sẽ xác nhận hẹn một ngày đến chúng ta lấy rất tuyệt vời đúng không không cần phải xin ở đâu cứ đến tận đó là có các em hiểu rồi thì các em thực hiện thôi rất tuyệt vời đúng không về mặt mốc thời gian hoàn thiện hồ sơ thì thầy nhau nhắc lại sau khi trung tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo không nhận kết quả trúng tuyển hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng. À, các em chú ý. Như vậy, đến bước thứ 6 là chúng ta nhận quyết định à, tuyển dụng và nhận việc làm. Thì thực hiện tại bước 6. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức viên chức ra quyết định tuyển dụng và gửi đến người trung tuyển theo điều chỉ theo địa chỉ đã đăng ký à, chậm nhất 15 ngày Kể từ ngày người chúng tuyển à, hoàn thiện hồ sơ à, Như vậy chúng ta chậm nhất mình Chúng ta đã hoàn thiện hồ sơ Thì chậm nhất 15 ngày Chúng ta sẽ nhận được quyết định tuyển dụng à, Công chức viên chức à, Chúng ta để ý Người được tuyển dụng đến nhận việc Trong thời gian 30 ngày Trừ trường hợp à, Có quy định à, thời gian khác Trong quyết định tuyển dụng Hoặc cơ quan à, tuyển dụng à, Đồng ý cho gia hạn Để kêu chú ý Các mốc thời gian để khi ta trúng tuyển rồi chúng ta yên tâm à, đến thời gian đó mới đi làm. Về mặt à, lưu ý thêm, phải cung cấp thêm về khúc phúc khảo bài thi. thì đối với vòng một à, chúng ta sau khi thi xong mà chúng ta lăn tăn kết quả thì có thể thực hiện phúc khảo bài thi. thì các em có thể xem video à, những cái phúc khảo bài thi thì kết quả phúc khảo như thế nào thì được công nhận như thế nào được không được công nhận thì video và thầy giáo đã giảng à, cái, cái, cái kết quả được công nhận của bài thi phúc khảo thì à, hôm nay thầy giáo cung cấp thông tin tóm tắt là tại cái vòng 1 nếu thi thực hành trên máy tính thì không được phúc khảo vì máy chấm xong rất khách quan báo điểm rồi thế còn lại à, chấm bài trắc nghiệm trên giấy thì cho phép được nộp bài để chấm phúc khảo vì cái này cũng rất dễ hiểu Con người làm trong tay nhìn mắt thì cũng không thể là có lúc là hoàn thiện được tuyệt đối. Đó. Thế thì để tránh cái trường hợp chắc cái cái xảy ra cái sai sót rất là hiếm, rất là ít, nhưng mà vẫn xảy ra, Đó. vẫn xảy ra, bởi vì con người làm những lúc nóng bức mệt nhọc căng thẳng thần kinh không thể như một cái máy được, thì có lúc sơ suất đấy là do khách quan chứ không phải là do cố ý hoàn toàn cái lỗi sơ suất thì chúng ta những có quyền À, được nộp đơn phúc khảo bài thi trắc nghiệm trên giấy. Đấy. Thì cái này rất dễ chia sẻ thôi. Thầy dạy đại học nhiều năm, thầy cũng thầy rất biết là giáo viên rất hiểu cái này. Cũng không ai cố tình cố ý Để chấm sai cho học sinh Nó Chẳng qua là do quá trình mệt nhọc rồi thần kinh nó căng thẳng thì sẽ có lúc bị có sai sót. Thì như vậy sẽ được các em thấy phân vân. Thì đối với bài trắc nghiệm trên giấy sẽ được phúc khảo bài thi đó đó là một cái người ta gọi là nghề nghiệp đấy bệnh nghề nghiệp của các thầy cũng có lúc như vậy đó. thế thì để công bằng cho các thí sinh thì sẽ được chấm phúc khảo đối với bài thi trắc nghiệm trên giấy và à, lệch bao nhiêu điểm thì sẽ được chỉnh à, kết quả bài thi các em xem video bài giảng của thầy thầy giáo đã dạng rồi các em chú ý như vậy thế còn như thế nào chấm lại thì chúng ta vẫn y án như thế nào chấm lại thì sẽ được chính điểm thì các em thầy nhắc lại tìm video trên cái kênh của thầy để chúng ta xem còn đối với vòng 2 bài thi viết thì được chấm phúc khảo à, không được chấm phúc khảo đối với kết quả vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc là thực hành như vậy thi viết là được được phúc khảo còn phỏng vấn hoặc thực hành thì không được à, chấm phúc kháo à, để giáo cung cấp thêm thông tin cho các em. À, đây là những thông tin quan trọng nhất à, để các em à, cần à, biết để có thể chuẩn bị à, cho nguyện vọng của mình nộp phiếu đăng ký dự tuyển à, công chức viên chức thông qua hình thức thi tuyển. À, như vậy, à, các em có nhu cầu học câu hỏi trách nghiệm và thi thử trên phần mềm của thầy hình thức trắc nghiệm chấm vn các em hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số 0912 595654 và 0094307823 à, để được hướng dẫn đăng nhập phần mềm các em chỗ nào nghe chưa rõ thì tu lại video để xem hoặc nghe đi nghe lại nhiều lần để chúng ta rõ được các cái thông tin cần biết về tuyển dụng công chức viên chức bằng hình thức thi tuyển nhưng chỗ nào chưa rõ thì các em có thể gọi điện hỏi thầy hoặc các em lại xem trực tiếp à, đối với công chức chúng ta tải cái file nghị định 138 để các em xem đối với viên chức các em xem nghị định 115 đấy vì thời hạn quá hạn không thể nói quá chi tiết được quá nhiều được cho nên các em có thể xem chi tiết trên cái file nghị định 138 đối với công chức còn đối với viên chức các em xem cái file nghị định 115 đây thì giáo lít lại cho các em xem đây công chức chú ý nghị định 138 này Viên chức theo nghị định 115 Đấy, Để các em ghi Nhìn trên màn hình để các em nhớ cái tên này Vào Google các em search là có ngay thôi Đấy, Thông tin công khai hết mà Thời buổi công nghệ 4.0 rất tuyệt vời Đấy, Các em chú ý như vậy Để giáo chúc các em thành công